Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em trả lời cái bài 1 sách giáo khoa vật lý lớp 10 trang 50, đề bài như sau. Khi tính ra tốc g theo cách đã nêu trên bài thực hành, thì ta đã quan tâm chủ yếu đến loại sai số nào và bỏ qua không tính đến loại sai số nào vì sao? Thì trong cái bài thực hành này thì chúng ta quan tâm chủ yếu đến cái sai số ngẫu nhiên và chúng ta đã bỏ qua cái sai số hệ thống, tức là sai số của dụng cụ đấy các em. Nên lý do ở đây là vì cái sai số hệ thống, tức là sai số dụng cụ ở đây thì là một con số cố định và nó là như nhau đối với mọi phép đo trong cùng một thí nghiệm chúng ta thực hiện. Và ngoài ra thì sai số hệ thống thì thường nó tương đối nhỏ. Vì vậy nên ta có thể là bỏ qua nó khi mà chúng ta thực hiện một cái phép đo, thực hiện cái thí nghiệm mà không đòi hỏi cái sự chính xác quá cao. Đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ trả lời cái bài này như sau. Trong cái thí nghiệm chúng ta đã thực hiện, thì chúng ta đã chủ yếu quan tâm đến sai số ngẫu nhiên và chúng ta đã bỏ qua cái sai số hệ thống. Lý do ở đây là vì cái sai số hệ thống là cố định và nó là như nhau đối với mọi phép đo trong cùng một cái thí nghiệm và ngoài ra thì sai số hệ thống thì tương đối nhỏ nên ta có thể bỏ qua cái sai số hệ thống khi phép đo ta thực hiện không đòi hỏi sự chính xác cao. Đây chúng ta đã trả lời xong bài 1.